Ngày 21 tháng 10 năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức đón vị khách du lịch quốc tế thứ 3 triệu trong năm. Tham dự có ông Cao Tường Huy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh. Ông David và bà Tina, quốc tịch Mỹ, là vị khách thứ 3 triệu và 3.001.000 trong danh sách gần 900 du khách tàu Viking Orion xuất phát từ Hồng Kông, Trung Quốc, cập cảng tàu khách quốc tế Hạ Long sáng nay. Sự chào đón nồng hậu của tỉnh Quảng Ninh đã khiến những du khách này hết sức bất ngờ. Chúng tôi đã xem rất nhiều hình ảnh của Hạ Long trên Internet và hôm nay đến đây thật tuyệt vời. Tôi không nghĩ các bạn lại đón tiếp chu đáo và nồng nhiệt đến vậy. Xin cảm ơn. 3 triệu khách du lịch quốc tế là số lượng khách quốc tế cao nhất tỉnh Quảng Ninh đạt được kể từ năm 2020 đến nay. Những tháng cuối năm này thì chúng tôi cũng đang rất là cố gắng hoàn thành cái mục tiêu có hơn 3,5 triệu lượt khách quốc tế. Từ giờ đến cuối năm thì chúng tôi có khoảng gần 20 chuyến tàu biển nữa để đưa khách đến với lại Quảng Ninh.